Rồi em xin kính chào quý anh chị nha. Tiếp tục mà lên sáng cho anh chị mình xem giấy số chiều hôm nay giờ like nha anh chị, ngày 27 tháng 10 năm 2023 thứ 6 đây. Rồi đây. Số 59. Số 35. Giờ like ngày 26. Số 26. Ngày 27 mà số 26, hôm qua là 26. 48. Số 15. 72, 72 số đẹp nè. 77 37 5 72 số đặc biệt thường hay ra vậy nha anh chị. Số đặc biệt thường hay ra vậy nè. 02. Đó. Đó mà số đặc biệt thường thường ra vậy nè. Đó, mình ấn trúng đặc biệt rồi mua mấy số này. Đó. 011. Còn mình ấn trúng cái giải bình thường thì mua những số này. Đó. 67. Đó, nhưng mà cái này là trúng thường thôi. Còn số đẹp là thường thường ra đặc biệt mình thấy vậy. 47. 63. 08. 44. 313. 318. 308. 90. Rồi cái đây nên thuận nha anh chị. 65. 37. Đó, số đặc biệt đây nè. 00. 4400. Rồi số này số ngày mai nè, quan ngãi nè. Đó để từ giờ em sẽ quay đưa lên cho anh chị mình sao. Quan ngãi số nhiều hơn ngân hàng giờ lại này. Bữa nay được bao nhiêu tờ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 30, 60 đây nữa. 130 tờ. Bữa nay ế rồi, số ế rồi, đường dán hiu. Mà số ế rồi, số nào có đưa cũng nhiều mà ế. Đường dán hiu, dán qua dán. Rồi anh chị nào ở khu vực quê em ở đây, đậu 12 Thâu Quang Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, quốc lộ 24B. Đó, dần xăng vào Tịnh Đông. Đó. Chỗ các thuốc ăn uống ra đây, các thuốc đây kế sinh đường mà nhân ngoài đường. Đó. Anh chị ghé ngon mua tại dãy số. Rồi anh chị điện trước cho em, ân số nào điện cho em giữ số cho rồi ghé lấy trước 5 giờ 20. Đó. Rồi em cảm ơn quý anh chị cô bác rất là nhiều đã ủng hộ mua dãy số của em. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị những video sau. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Thank you.